bên gia đình. Và ngày hôm nay tại tư gia nhà lớn của gia đình họ nhà trai đã diễn ra một sự kiện trọng đại vô cùng hạnh phúc, để chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng tương lai của đôi bạn trẻ và đón chào sự hiện diện của toàn thể quý vị và khách quý. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, và giờ đây trước sự chứng kiến hiện diện của toàn thể quý vị ngay lúc này, Hoàng Long xin được trân trọng kính mời quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng nhau nở những nụ cười thật tươi, những ánh mắt thật rạng ngời, cùng với những tràng pháo vỗ tay thật lớn và cùng hướng về cánh cổng hoa hạnh phúc để chúng ta cùng nhau chào đón cặp đôi nương đẹp nhất ngày hôm nay, Đức Thủy Hồng Tươi. Hồng Tươi, Đức Thủy, họ sẽ cùng tay trong tay trở về sân khấu tình yêu đăng quang. Xin mời. Nếu được sự hiện diện chứng kiến dìu dắt của những bậc làm cha làm mẹ thì không còn niềm vui nào lớn lao hơn, hạnh phúc hơn. Bởi vậy mà ngay lúc này đây, xin được trân trọng kính mời quý vị khách quý, chúng ta cùng nhau tùy nhân dùng tiệc nâng chén rượu hồng và chúng ta sẽ cùng chào đón những bậc sinh thành hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời hai ông bà thông gia. Bên nhà trai trân trọng kính mời ông bà Nguyễn Trung. Bên nhà gái xin được trân trọng kính mời ông bà Vân Hoán sẽ cùng tay trong tay trở về sân khấu hạnh phúc cùng với hai con yêu thương của mình. Xin mời ạ. Khách quý thân mến, và quả thật đúng là ở từ thuở nào rồi, trai lớn lên thì dựng vợ mà gái ngoan thì phải gả chồng, đó là quy luật tất nhiên của cuộc đời. Khách quý thân mến, và giờ đây hiện diện trên sân khấu tình yêu đó là gì ạ? Nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai thì vui mừng hớn hở đón dâu hiền. Hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Quý vị khách quý thân mến, và trong một phút trọng đại này, trước sự chứng kiến hiện diện của toàn thể quý vị quan khách quý và gần 1.000 bạn trẻ nam thanh nữ tú, Hoàng Long xin được thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện hối hỏi nhà sàn Phượng Lành, thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho bạn trẻ đẹp nhất ngày hôm nay, xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ ra mắt đăng quang hạnh phúc đẹp nhất ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Vỗ tay lớn lên quý vị. Chàng ý thức đã đẹp xinh, ấm êm hạnh phúc thì ta đã về bên nhau, mà đã yêu nhau thì mọi việc chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng biết thê cho bằng. Và ngay lúc này đây, để minh chứng cho tình yêu, minh chứng cho từ nay đôi bà trẻ Đức Thủy Hồng Tươi, họ sẽ nắm chặt tay yêu thương, bước chung trên một con đường hạnh phúc. Sau đây xin mời đôi nương cùng tiến lên, cầm tay nhau đi ạ. Cầm tay nhau tiến một bước thật trang trọng. Rồi, kính thưa quý vị khách quý thân mến, và ngay lúc này đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tạm gác lại đôi đũa tình yêu và cùng hướng mắt lên sân khấu chứng kiến đôi nương đẹp nhất ngày hôm nay, họ sẽ đến với nghi thức đầu tiên. Xin mời quý vị xuất hiện sân khấu quay mặt vào nhau đi ạ. Tay trong tay đi ạ. Mắt nhìn mắt đi ạ. Mắt cắn mít cớ. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, và sau đây xin mời đôi nương đẹp nhất ngày hôm nay, Đức Thủy Hồng Tươi sẽ lắng nghe tình yêu. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, chiếc nhẫn là một vòng tròn tình yêu vĩnh cửu không có điểm dừng, mà chiếc nhẫn sẽ được đeo vào ngón giáp út, nơi mà các nhà khoa học đã chứng minh rằng nhiều mạch máu thủy chung nhất chảy về trái tim, và từ đó sẽ sinh ra một tình yêu mới chính trị từ trong sự vĩnh hằng, đó là đôi bạn trẻ sẽ có gái có trai với nhau. Và ngay lúc này đây, giây phút yêu thương hạnh phúc nhất ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng chứng kiến đôi bạn trẻ sẽ cùng đến với nghi thức thiêng liêng trao nhẫn trong ngày cưới. Xin mời quý vị trao nhẫn trong tình yêu. Xin mời.
sẽ nắm chặt tay yêu thương, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của chủ đề để xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm êm bên nhau mãi trọn đời. Và chúng ta hãy cùng nhau đổi một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng người trẻ đẹp nhất hôm nay đã chính thức lên nghĩa vợ chồng. Quý vị ơi, vỗ tay lớn lên nhé. Tấm lại em ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, quý vị khách quý thân mến, và quả thật đúng là trong cuộc sống cũng như trong tình yêu luôn luôn có những cung bậc cảm xúc khác nhau, có những lúc buồn vui và có những lúc giận hờn, đòi hỏi phải có sự đồng lòng và cùng nhau chia sẻ. Và trong lễ trọng đại ngày hôm nay, để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chúng tôi xin mời đôi nương đẹp nhất sẽ cùng tiến về phía bàn hoa, nơi có những tầng bánh, nơi có những tầng tháp hạnh phúc để cùng chung tay cắt bánh tình yêu. Xin mời em. Quý thân mến, và chúng ta đang được chứng kiến đôi nương đẹp nhất ngày hôm nay đang cùng tay trong tay vai kề vai sát cánh hai mái đầu chủ yêu thương, rớt những giọt sương hồng trên mỏng tháp ly tình yêu hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau chia ngọt sẻ bùi đôi nương đẹp nhất ngày hôm nay bằng một tràng pháo tay thật lớn, được không ạ? Một tay lớn lên quý vị ơi. Để quý vị chúng ta sẽ cùng nhau nhìn những bậc sinh thành sẽ trao tặng cho con trai con gái của mình, trao tặng cho cô dâu sĩ những món quà hạnh phúc nhất, giá trị nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây xin được trân trọng kính mời món quà vô cùng yêu thương đến từ bố mẹ của chú rể Đức Thủy. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ sẽ cùng tặng cho đôi nương đẹp nhất ngày hôm nay món quà hạnh phúc.
trở về với đại gia đình và đặc biệt cũng có những món quà thân thương hạnh phúc nhất. Chúc mừng tương lai cho đôi bạn trẻ đẹp nhất ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, các quý thân mến, và trong giờ phút trọng đại này, đôi đôi đẹp nhất ngày hôm nay xin được kính dâng lên sức khỏe của những bậc làm cha làm mẹ bằng một chén rượu hồng tình cảm. Xin mời em lấy chén rượu tình yêu đẹp. Các nhà xóm ơi, chú rể Đức Thủy chỉ kính dâng lên sức khỏe của ái em nghe chén lẩu hào hàng. Cũng là xóm ơi, cô dâu hồng tươi kính dâng lên sức khỏe của bố mẹ chồng. Áo lỏng này lỏng. Cô mẹ ấy mới cây họ tặng gái lẩu. Chúc mừng hỡi tán ai thú ra. Chúc mừng hỡi. Cô mẹ ấy mới thay em xin hoàng long là chắc là cô mẹ áo cắn năng không bao phần cả phải nho chén lẩu quần đâu. Đứng lên hay ngồi xuống ạ? Vâng, xin mời quý vị, khách quý, chúng ta sẽ cùng vui lòng đứng lên đi ạ. Áo cắn quý khuyên dân buôn. Chúc mừng hỡi bà mẹ ấy em thú xa tán ai bà má cười nói mà đi chén lẩu hảo hắn. Tướng cười nên ạ quý ấy. Phá mất tướng là bà lại đi. Bất tướng là bà muôn đi. Áo cắn dịp muôn dân buôn. Hải em ơi, hải em tới dậy hoàn trường ạ. Áo cắn cười nên cười nên. Bố mẹ chú ý nhá, xu hướng về toàn thể bố mẹ các quý rơi thật to. Bố mẹ rơi thật to, cô dâu rơi thật to nhá. Bố mẹ ấy em ơi, học tầm cuối cùng dân môn đi. Lại được ba. Bố mẹ ấy em ơi, xe hoa xin hồ đi. 1, 2, 3, xô 2, 3, lưng 2, 3, cạn và 2, 3, chúc mừng, hạnh phúc nhá. Đồng ý không? Cùng nhau cùng đi hạnh phúc với tặng chén rượu tình yêu đi ạ. Gia đình ạ, hãy tặng đi hạnh phúc của mình. Từ từ nâng ly rượu ra đôi, xin mời một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị. Chúc mừng đôi trẻ đẹp nhất ngày hôm nay quý vị. Vâng ạ, xin mời đôi ly đôi đẹp nhất ngày hôm nay từ từ quay mặt vào nhau đi nào. Nhưng mà tôi nghĩ là mà Long nghĩ rằng á, chú rể sẽ không muốn cầm tay như thế đâu. Chú rể ơi, Đức Thủy ơi, thế trong giờ phút trọng đại này em muốn đặt đôi tay của em lên chỗ nào? Chỗ nào em thích nhất đi? Nói đi nào, bón là lê, bón là bạn nồng mặc nhất lê. Quý vị khách quý thân mến, và ngay lúc này đây chúng ta đang nhìn thấy cô dâu hồng tươi của chúng ta rất là xinh xắn và rất là tươi đẹp đúng không ạ? Xin mời em hãy đặt đôi tay yêu thương nhẹ nhàng của mình lên phần cứng nhất của chú rể ngày hôm nay đi ạ. Món ăn khánh khánh nhé, áo xà lý. Vâng, món ăn khánh. Khu hoa mẽ xà lý chứ, món ăn này. Áo cứng không? Áo cứng không? Xà bá. Đôi vai sẽ vững chắc nhất đúng không ạ? Sẽ dẫn dắt em đi trong những quãng đường còn đặng của cuộc đời. Hai đôi tay thật mạnh mẽ lên là sao cô dâu nào? Đan tay vào đi ạ. Ôi máy áo sáu chặt nữa. Bước đan tay vào. Quý vị ơi, đẹp chưa được chưa? Rồi các bạn ơi, sau ba tiếng đếm của MC Hoàng Long, hôn đi nhá, hôn thật mạnh nhá. Sẽ hôn nhau trong bao nhiêu phút nhỉ quý vị nhỉ? 30 giây hay là 50 phút? Rồi xin mời đôi nương sẽ hôn nhau trong 5 giây đi, cho nó thật tuyệt vời nhé. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Quý vị sẵn sàng chưa? Xin mời nhạc ạ. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn quý vị để cho đôi trẻ đẹp nhất ngày hôm nay hôn nhau nào. Hai bên xin mời. Chưa? Không ai chơi như thế. Nào lại. Chưa được đúng không? Lại đi nào. Chào mừng tất cả mọi người của toàn thể quý vị, chúc mừng một ngày đẹp nhất ngày hôm nay.